Shop Tuấn Lan lại gửi lời chào đến tất cả các bác. Thì hôm nay em lại xin giới thiệu cho các bác một cái mẫu lụp cuốc để các bác chuyên bẫy cuốc các bác nhé. Thì cũng đến mùa 2019 rồi, mùa này mùa đang bẫy cuốc các bác nhé. Rất nhiều bác đã đang bẫy cuốc rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu lại cho các bác một cái lụp chuyên bẫy cuốc. Lụp này lụp một mặt các bác nhé. Đây các bác nhìn kỹ này, tất cả là bằng inox 100% bằng inox các bác nhé. Trên bề mặt này là bằng cỏ nhân tạo các bác nhé. Đây cỏ nhân tạo, đây là đằng sau các bác nhé. Đằng sau là một tấm bằng meca. Thì các bác có thể đây là mở này, mở đây để cho con bổi vào trong. Đây, đây là đằng sau, đằng trên mặt này đi gồm có là một quả chuông. Quả chuông này để các bác khi các bác dính thì các bác quả chuông ấy nó sẽ rung kêu. Đây các bác nhá, tất cả bằng inox, em không sơn đâu, để nguyên bản các bác nhá, để nguyên bản. Đấy, nên là nó nguyên bản. Và trong này là một con cuốc giả các bác nhá, con cuốc giả mà bên em, cuốc giả thì bên em cũng cung cấp luôn. Nếu các bác mà không có cuốc mồi thật thì các bác có thể lấy con cuốc giả này đánh cũng rất là hiệu quả các bác nhá. Cuốc giả và loa đấy nên là đánh cũng rất hiệu quả, vì cũng nhiều. Đây, đây là cái một mặt các bác nhá. Đây, đây là cái cầu tử các bác nhá. Đây cầu tử này, mối sập ngay đấy, nên là đánh rất là hiệu quả các bác nhá. Đấy, đây các bác gài vào đây các bác nhá. Đây, gài vào đây. Đấy, mình để gò gò thôi, chỉ cần nhẹ là sập các bác nhá. Đấy, nên là động nhẹ là sập thôi, nên đánh thì rất là nhạy. Thì con cuốc mình để trong này, con cuốc mồi trong này, con cuốc bổi chỉ cần đến đây động nhẹ vào cầu tử là sập ngay các bác nhá, sập ngay. Đấy, nên là rất hiệu quả. Đây các bác nhá, rất là đẹp, lụp cuốc một mặt, kích cỡ thì rất là ok rồi các bác nhá. Đấy, cầu tử này, đây chiều rộng của nó là nó rơi vào 30 phân, chiều này cũng phải hơn 30 phân các bác nhá. Đấy, và cuốc bổi cuốc mồi các bác để vào trong, ở dưới là em để nguyên bản như này, bằng chất liệu bằng inox luôn. Đây là cái tay sách các bác nhá. Đấy, tay sách này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, giá của sản phẩm thì em cũng thông báo luôn để các bác nắm được. Một chiếc lụp một mặt như này các bác nhá, là bên shop đang bán với giá là 950.000 đồng các bác nhá, đã bao gồm cước phí về tận nhà các bác rồi. Các bác được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho nhân viên bưu điện. Bên em là ship COD đồng kiểm các bác nhá. Anh em được quyền kiểm tra hàng rồi mới phải thanh toán cho nhân viên bưu điện. Giá rất hợp lý thôi. Hàng chất liệu là bằng inox 100% các bác nhá. Nên các bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp trên 2-3 số điện thoại shop luôn luôn để bên dưới màn hình các bác, hoặc là dưới tiêu đề. Các bác xem kỹ video và đặt hàng, đừng quên đăng ký kênh của shop để cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.